Xin chào các bác đã đến với kênh In Pet nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bác một cún Dingo Đông Dương. Cún Dingo Đông Dương này là đực 4 tháng. Đây là thế hệ thứ hai nhân giống của trại mình. Cún này là cún đẹp nhất mà mình của trại mình có. Bác nhìn sơ qua ấy, cún này thì khung cao dài, đuôi dài, bông, mặt thì bốn chân tay mặt thì khô, khung dài. Bước chạy rất là đẹp luôn. Đó, nhìn rất là nét luôn. Thì anh chị em nào cần giống Dingo Đông Dương này, Bắc Hà, Mông Cộc này, và chó lài dạng sói thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0972 72 2524. Số đó cũng có Zalo, Lịch Nguyễn Thanh. Thì các bác ưng cún nào thì có thể vào trong đó.